trên sớm dưới gà chưa gây hóng bao chuyện hay. Chuyện bà hai ông bốn đón thằng con ở xa mới về. Chuyện nàng xuân nồng nổi mai nhu mì xinh xắn đáng yêu. Chuyện bà tám vui tính ông sáu tìm lại bao kỷ niệm. Người miền quê chân chất thật thà nóng tính nhưng dễ quên. Dù dần lắm chuyện xưa cũng vì nhau chính bỏ làm mười. Nghĩa tình bao đời nay thương gia đình sao trước có nhau. Dù ở đâu cũng nhớ cũng quay về quê cha đất mẹ. Trên mảnh đất quê mình nơi tình làng nghĩa xóm đẹp xinh. Lâu nay ta lãng quên phiêu dạt trôi như kiếp lục bình. Giờ tìm lại về giới yêu thương bên tình thân lưu luyến vẫn dương. Thoa nỗi nhớ mong chờ tháng ngày tháng hương. Dẫu chân lắm tay bùng chẳng ngày chi sớm nắng chiều mưa. Nghe trăng thu giả khúc thương làm sao bên nước còn đò. Nơi nào bằng mảnh đất quê hương. Cho dù ai đi khắp bốn phương cũng mãi nhớ trong tim quê nhà yêu thương. Công nhận đồ ăn của má lúc nào cũng ngon hết. Ngon thiệt á má. Pha cho chú Sáu ly cà phê liền. Nói chứ con cũng ăn xong rồi. Cảm ơn dì hai nha. Đồ ăn ngon quá trời má quá đất ơi, luôn. Ngon quá má ơi. Tới giờ tụi con đi làm rồi. Dạ đúng rồi. Có gì má ngồi chơi với tía đi. Đi đi. Rồi dạ, để đó làm đi cho. Đi tụi con. Đi làm lẹ dạ. Đi chứ không thôi sợ ta bây giờ. Dạ. Để đó làm cho. Rồi. Đi em. Ông nè. Tôi đang tính chuyện này, ông coi được không nha? Sao tự nhiên cái bà nói giọng nghiêm trọng quá, làm tôi hồi hộp à. Rồi bây giờ bà nói luôn đi, tôi nghe đây. Cái chuyện hồi sáng mình đi gặp bác sĩ đó. Tôi nhớ rồi. Nhưng mà thì không nhớ lại cũng đâu có sao đâu. Quan trọng bây giờ là tôi biết rằng mình có bà nè, còn có con nữa là tôi vui rồi. Cái đó là ông chỉ nghĩ cho ông thôi, chứ còn cảm giác của tôi với con ông có hiểu hay không? Thì tôi vẫn ở bên cạnh bà với con nè, rồi tôi cũng lui tới xóm trọ để phụ bà công việc đó. Ông Sáu à, bộ tôi nói ông không hiểu hay sao? Mẹ con tôi á, chờ ông đằng đẵng 20 năm rồi. Gặp lại ông tôi mừng lắm, tôi vui lắm, tôi hạnh phúc lắm. Nhưng mà ông cứ nghĩ đi. Hiện tại bây giờ ông hiện diện bên cạnh mẹ con tôi giống như là một cái xác không hồn, ông thấy không? Ông thì dễ rồi, ông có nhớ cái gì đâu. Chỉ có tôi thôi. Chỉ có tôi là ngày đêm tôi đau khổ, tôi rầy rứt. Ông có biết tại sao không? Bởi vì tôi nhớ hết. Tôi nhớ hết tất cả những gì tôi với ông. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi với ông gặp nhau như thế nào. Chúng ta gặp nhau, chúng ta thương nhau, chúng ta yêu nhau như thế nào. Rồi ông đối xử với tôi như thế nào. Tình nghĩa vợ chồng chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng mà tôi nhớ hết. Tôi nhớ như in trong đầu bà, ông có biết không? Bà, thôi đừng khóc. Tôi biết, tôi biết tôi tệ lắm. Lúc trước tôi không nghe lời bà, để cho giờ này gia đình mình xảy ra chuyện này. Bà, ai cũng có số hết á, làm sao tránh được. Điều mà tôi hạnh phúc nhất á là bây giờ tôi vẫn còn sống, còn khỏe, còn gặp lại được vợ con. Ông nghĩ đi, ông nghĩ sao khi mà
Khi mà chồng mình nhìn mình như người xa lạ, ông nghĩ tôi có chịu được hay không? Tôi xin lỗi bà, bởi vì mọi thứ nó ập tới căng quá. Tôi vẫn chưa tin đây là sự thật. Trong đầu tôi không biết là tôi đối diện như thế nào, rồi tôi phải xử sự ra làm sao. Bà thương tôi, bà cho tôi một thời gian nha. Tôi tin là tôi sẽ nhớ lại một điều gì đó. Nghe bà. Thôi, tôi buồn quá, tôi nói vậy thôi. Chứ thật ra tôi cũng không muốn trách hận gì ông hết. Chuyện này cũng không ai mong muốn vậy. Bây giờ ông còn khỏe, ông về với mẹ con tôi đi, vậy tôi cũng vui rồi. Nhưng mà... Gì nữa? Sao nữa vậy? Tôi có chuyện này, tôi muốn nói với ông mà không biết ý ông sao. Trời ơi, bà cứ nói đại đi, chứ bà làm như vậy tôi hồi hộp lắm. Bà nói đi. Ông xin nghỉ việc vài ngày được không? Trời đất ơi, tưởng cái gì? Vài ngày được mà, không có sao đâu. Mà chuyện gì vậy? Mà chi? Tôi muốn tôi với ông cùng về quê, chúng ta thăm mộ ông bà tổ tiên, rồi thắp cho họ cây nhang, coi như là bao nhiêu năm nay ông bị như vậy, ông không thắp cho họ một nén nhang nào thì bây giờ ông phải về ông trình ông báo chứ, đúng không? Đúng rồi, bà nói rất là phải. Cái chuyện này mình phải làm thôi. Nhưng mà bây giờ chuyện ở cơ quan này đang lu bu nữa, tôi sợ là mình đi vậy rồi không có ai phụ giúp cho tụi đó. Không sao hết á, chuyện của mấy đứa nhỏ bây giờ cũng ổn rồi, tự tụi nhỏ sẽ lo được. Với lại ở đây cũng đông người mà, còn mọi người bên cạnh mà. Rồi, bà quyết định vậy ha. Ý vợ là ý trời mà, tôi phải chịu chứ. Vậy nha, quyết định vậy nha. Thôi, để tôi về. Bà về nha. Nè. Được rồi, để đó tôi. Tôi đi nha. Chị đâu đây? Xuân hôm nay không có ở nhà, Xuân đi làm mà. Tôi biết Xuân đi làm mới tới đây tìm cậu đó. Tôi định đập mấy bữa nay rồi. Ủa, tự nhiên kiếm tôi có chuyện chi? Thì tìm có việc chứ chi. Quan trọng nữa là đằng khác. Phúc Phúc, uống gì cần? Em ngồi chút em đi liền. Không, quán chị có bán nước. Thôi cho chai nước suối đi. 3 ly nước cam nha. Ủa, kêu chai nước suối mà sao 3 ly nước cam? Thiền Vĩnh ly, em ly, chị ly. Ủa, quán chị mà chị muốn uống lúc nào mà không được? Thì bây giờ chị mới uống nè. Thôi, ép vua thu lệ làng. Rồi bây giờ có chuyện gì nói đi, rồi làm 3 ly nước cam đi. 3 ly. Rồi. Đi, làm đi. Rồi, sao? Có chuyện gì? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói cậu biết. Chuyện này á, chỉ có nhờ cậu thôi. Ủa, cái câu này tôi nghe quen quá. Mỗi lần mà nói chuyện này chỉ có thể nhờ cậu thôi. Bao nhiêu lần rồi là bấy nhiêu lần tôi gặp chuyện. Mà dành nghĩ coi, mà dành nói thêm cái câu đó một lần nữa, tôi có dám giúp đỡ anh không? Thì cái đó là chuyện của lúc trước. Mà cái đó là chuyện của công việc. Còn lần này là chuyện cá nhân. Chuyện cá nhân là chuyện gì? Đây là chuyện của anh. Tôi không có muốn lừa dối Xuân. Nếu anh muốn á, thì anh cứ đưa trực tiếp cho Xuân. Vĩnh à, tôi xin cậu đó, cậu giúp tôi đi, tôi năn nỉ cậu đó Vĩnh. Tôi chỉ muốn được làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một người làm chồng, làm cha thôi. Mỗi lần mà tôi gặp Xuân, tôi đau, tôi buồn quá. Anh Phúc, tôi nói là một lần nữa, tấm lòng của anh tôi hiểu, nhưng con Xuân nó là bạn tôi.
trách nhiệm của một người bạn, tôi không có muốn nói dối với nó. Bây giờ tôi nói thiệt, bây giờ nếu tôi đưa cái này, nó hỏi tôi của anh Phúc đưa, chắc chắn nó sẽ không nhận. Ủa, tôi đã biết như vậy mà tôi còn cố làm, chẳng phải là tôi lừa dối nó hay sao? Không lẽ bây giờ cậu nhẫn tâm tới mức mà cậu để con tôi nó sống chung với một người không cùng huyết thống? Khoan nha, anh nói như vậy chưa chắc đúng. Đồng ý, con của Sương nó là con của anh thiệt, nhưng mà chưa chắc là nó sống với những người không cùng huyết thống thì nó không được yêu thương. Cái quan trọng của một đứa bé là được nuôi dưỡng, được yêu thương bởi những người yêu thương nó thật sự, có khi còn thương nó hơn ruột thịt của mình nữa kìa. Gì vậy? Nãy giờ tôi nhịn nhiều rồi đó nghe. Vừa phải thôi nghe. Cậu quên, anh đã tha thứ lỗi lầm cho cậu, anh đã tạo điều kiện cho cậu có cơ hội để sửa sai như ngày hôm nay. Tôi nói thiệt cho mọi người biết nghe, tôi có thể mất tất cả, nhưng mà vợ con tôi không bao giờ để mất được. Nghe rõ chưa? Uống cái gì? Ê Phúc, rồi ai trả tiền ba ly nước cam? Vĩnh, bà chịu đi, chuyện bà gây ra thì bà phải gánh, bà chịu vậy nha. Trời đất ơi, hai cái thằng quỷ. Đây, ông có nhìn ra không nè, nhà cũ mình đó. Đây nè, đây là cái gian nhà mình nè, thấy không? Còn đây, cái này á là từ hồi nào giờ tôi để nguyên như vậy đó. Nè, đây. Bên này là cái bàn máy may từ hồi nào luôn, tôi may đồ ở đây. Còn bên này á là tiệm uống tóc nè. Đó, tôi làm tóc ở đây nè, thấy không? Ông nhận ra không vậy? Thật ra là cái thời gian vừa rồi á là tôi đi thành phố, xong rồi cái là tôi phụ ông Xuân, cái xong rồi tôi đóng cửa, kỳ này tôi về là tôi mở luôn đó. Ông nhìn ra không vậy? Đây nè, nhà mình nè, thấy không? Đi vô đây, ông đi vô đây, nhanh lên vô đây. Sao? Ông thấy nhà mình sao? Đâu có thay đổi gì đâu đúng không? Y như cũ luôn á. Sao? Ông có thấy nhớ chút xíu nào không? Tôi cũng nhớ ra rồi. Nói chung á, cái gì cũng phải từ từ. Ông đừng có tự ép bản thân mình quá. Thí dụ như ngày hôm nay không nhớ thì ngày mai nhớ, ngày mai không nhớ thì ngày mốt nhớ. Tôi đợi ông được mà. Tôi cảm thấy bây giờ trí nhớ của tôi đó làm sao á. Thành ra tôi nghĩ tôi làm bận lòng bà với con quá. Tôi ngại quá, tôi xin lỗi bà nha. Cái gì vậy? Vợ chồng với nhau mà lỗi phải gì ở đây chứ? Thôi nè, bây giờ ông ngồi nghỉ đi, tôi vô tôi cất đồ ha. Đưa tôi, đưa đây. À, quên nữa, mà tôi nói trước nha, cái mục đích tôi đưa ông về đây á là để ông phục hồi trí nhớ. Nhưng mà không phải là ông ngồi ở chỗ xong rồi cái là nhớ lại được nghe. Tôi sai ông làm việc nữa đó, ông có chịu làm không? Chịu, chuyện đó chuyện nhỏ mà. Vậy tôi vô nghe. Bây giờ bà muốn sai tôi làm gì cũng được hết á. Chút nữa tôi quét nhà trước nha. Tôi thấy cái nhà trước bụi dữ lắm mà. Ông muốn quét nhà đúng không? Nhưng mà ông có nhà. Nhớ là thường ngày á, cây chổi của nhà mình á, để ở đâu không? Ông nhớ thử coi. Thường ngày để ở đâu? Ông là cái người cất đó. Là ở trong cái kẹt tủ. Ông chỉ cần thò cái tay vô là ông lấy được liền à. Ông nhớ không? Kẹt tủ, tôi nhớ rồi. Kẹt tủ, cái chổi ở trong kẹt tủ. Nè, cái chổi nè. Đúng rồi, như vậy là ông nhớ được rồi đó. Nhưng mà ông có nhớ không? Lý do tại sao mà cái chổi mình để trong kẹt tủ? Tại cái chổi này để bên ngoài bị mất hoài, thành ra mình giấu ở trong cho đừng có mất. Không phải vậy. Cái này là hồi xưa, cái lúc mà tôi
tôi có bầu ông Sung á, mà tôi cũng có thói quen hàng ngày á, tôi đi lấy chổi tôi quét nhà hoài à. Lúc đó ông lo cho tôi, ông không có cho tôi quét nhà, cho nên ông lén ông giấu cây chổi này ở trong kệ tủ rồi. Ông nhớ không? Rồi ông tự lấy ra ông quét nhà luôn đó. Phải rồi. Nhớ rồi đúng không? Vậy thì bây giờ tôi đi quét nhà ở phía trước nha. Thôi ông ngồi nghỉ đi, tôi vô cất đồ cái. Ôi hồi nãy tôi thấy bụi dữ lắm. Thôi được rồi, ông muốn làm gì ông làm đi. Đi quét nha. Chàng ơi, ủa chị Hai mới về. Chị Hai ơi, trời ơi, đi đâu mà lâu quá, giờ về mới thấy mở cửa tiệm đây nè. Trời đất ơi, chị Hai. Ủa anh là anh Sáu hả? Anh Sáu, anh ơi, em nè anh Sáu. Anh Sáu ơi, anh Sáu. Trời đất ơi, em nè. Trời ơi anh ơi cuối cùng anh cũng về rồi hả anh Sáu? Mà gặp chị Hai chưa? Bao nhiêu năm nay anh đi đâu vậy? Anh đi đâu mà biệt tâm biệt tích vậy anh Sáu? Trời ơi, tội nghiệp chị lắm nha, chị ở nhà chỉ trông anh từng ngày vậy đó anh. Trời ơi, tôi bà hai ơi. Trời ơi, ra đây nè. Trời ơi, bà đâu rồi? Bà đâu rồi? Gì vậy? Nè, ra đi coi ai gì ở đây nè. Ai gì ở đây nè? Trời đất ơi, anh Sáu. Trời ơi, anh về rồi hả? Trời đất ơi. Nè. Bà làm gì vậy? Bà bớt lại được không? Trời đất ơi, bà làm gì bà la ó ôm sòm lên vậy? Đây là chồng tôi, bà làm riết cái hàng xóm ta tưởng đâu chồng bà đó. Cái gì đâu mà la ó ôm sòm kỳ cục vậy? Trời ơi. Gì nữa? Bà này thiệt tình luôn à. Tại tôi định là quét cái nhà cho nó sạch sẽ. Cái đâu chị này nhào vô nói quá trời quá đất. Tôi không biết gì hết trơn. Anh Sáu. Chàng ơi, em là con Thấm đi nè. Thấm ở đối diện ngày xưa. Đúng rồi, kìa, nhà em ở đó kìa. Anh, trời ơi, em nói anh á, cái mặt em đâu đến nỗi già mà để anh kêu em bằng chị. Tổn thương ghê á. Mà chị Hai, bộ chị tìm ảnh được trước rồi vẫn về đây luôn đó hả? Trời ơi, tôi tưởng đâu là tự ảnh về, cho nên tôi mới la làng la xóm lên như vậy. Bà nói xong chưa? Bà nói xong chưa? Để tôi nói chứ trời. Mà nói nghe nữa hả? Bộ ảnh anh, bộ anh không nhận ra em thiệt hả? Anh không có nhận ra em là con Thấm thiệt tình hả? Bà Hai, bộ ông không nhận ra tôi thiệt hả? Bà để tôi nói được không vậy? Cái gì mà lăng xăng lên hả? Nè, ông Sáu á là ổng bị tai nạn, sau đó là ổng nhớ quên quên. Tôi cố tình đưa ổng về đây á là để cho ổng phục hồi trí nhớ của ổng, hiểu chưa? Trời ơi, gì vậy? Nè, anh Sáu ơi, anh Sáu ơi, là anh Sáu ơi. Trời ơi, cái bà này thiệt. Thương anh quá trời quá đất nha anh Sáu ơi. Tội nghiệp anh Sáu ơi. Nè, anh Sáu ơi, bao nhiêu năm nay anh đi đâu? Anh ăn cái gì rồi anh ngủ ở đâu vậy anh Sáu ơi? Trời ơi. Nè, cái gì vậy? Xong chưa?
tại sao bà tìm được ổng vậy bà hai ơi? Bà thiệt đó, thiệt á, bây giờ tôi không biết nói bà làm sao, cái gì bà cũng làm quá lên vậy đó hả? Bây giờ xong chưa, khóc lóc gì ở đây, làm ơn làm phước, ổng về là vui rồi, tự nhiên đứng khóc lóc vậy đó hả? Thôi giờ vậy đi, hai vợ chồng mới về, nghỉ ngơi đi, tôi đi về à, có cái gì cần cái gì thì nói tôi liền, trong khả năng tôi lo được cái gì là được tôi rồi. Lo liền. Rồi, biết rồi, biết rồi, bây giờ làm sao, đi về được chưa? Đi về. Trời ơi, mừng quá trời quá đất, anh sao ơi, tôi mừng quá trời quá đất. Thôi được rồi, đi về đi cho ổng nghỉ ngơi. Đi về đi mà. Ủa, mà nói nghe. Gì nữa? Nè nè nè, lại nói nghe. Cái gì nữa? Nhà tôi ở bển đó, ta nói gà vịt đó, bài gì vậy đó. Bây giờ á, đi qua bển, ổng thích ăn cái con gì, cứ đem về đây á, mừng cho ổng ăn nghe không? Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy bà dễ thương vậy luôn á. Vậy hả? Sau này bà phóng khoáng quá vậy. Ừ, nói thiệt luôn á hả? Thì mừng quá trời quá đất gì nè. Rồi 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 rồi, lát nữa tôi nhớ qua nha. Rồi nhớ đi nha. Đi. Ừ, đi đi. Tôi về ha. Ừ. Trời, công nhận luôn á, lần đầu tiên mình thấy bà phóng khoáng vậy luôn á, chứ bình thường là keo lắm nha. Trời, lần đầu tiên luôn á. Anh Sáu. Nữa hả? Hai, nhớ nghe. Nhớ, ổng thích ăn cái gì thì cứ biết qua rồi lấy. Trời ơi, tôi lại bà đi về giùm tôi cái đi. Ừ, tôi đi về. Em về nghe anh. Cảm ơn. Dạ. Về nghe. Thiệt á, lần đầu tiên tôi thấy bà nhiệt tình vậy luôn á trời. Ê, cái bà này hôm nay đổi tính rồi ta. Chết cha, không được rồi. Trời ơi, bà Thấm này á, sao? Mà bà mà biết cái chuyện gì á, là chỉ trong vòng vài phút thôi là cả cái xã này, cả cái thị trấn này biết hết luôn á. Tôi chết rồi. Thôi kệ đi, bây giờ nè. Cái mùi gì thơm quá. Tôi chết rồi, chết rồi, cái chảo cá chiên của tôi. Trời, cái bà này bà hại tôi, chết tôi rồi. Giỏi quá à, mình của em giỏi quá à. Dạ. Mới khen luôn á. Mình chiên cá, mình coi chừng phỏng nha. Với lại coi chừng nó khét nữa đó mình. Trời ơi, mình yên tâm, mình phải tin tưởng anh chứ. Chết cha, trái thì thù lùi luôn rồi. Trời ơi, mình chiên cá, mai mốt mình phải để lửa nhỏ thôi. Với lại là mình phải thường xuyên nhích nhích nó, lật lật nó thì nó mới dàn đều được. Ông sao vậy? Có sao không? Hả? Bị mệt hả? Có sao không? Tôi đã nói với ông rồi, đi đường xa về á là mệt dữ lắm. Thôi mấy cái chuyện này á, để từ từ mình dọn sao cũng được mà. Nhà cửa mình dọn sao nha. Thôi bây giờ vô á, rửa mặt đi, xong rồi tôi dọn cơm ăn nha. Cảm ơn bà. Đi được không? Đi. Có cơm rồi nè.
mình ăn luôn nghe. Thấy cơm ngon không nè? Mình ăn cái này đi, nó không bị khét nè. Dạ. Mình sao vậy? Mình, hay là chút xíu nữa tôi đưa mình đi chạm xá nha. Dạ, cũng được á mình. Sẵn ra em lấy giấy kết quả luôn. Lần trước em đi khám mà em về gấp quá em quên lấy. Mình siêu âm rồi hả? Con trai hay con gái? Không biết nữa, nhưng mà bác sĩ nói là nó đẹp gái giống em đó. Trời ơi, sao tôi sắp làm cha rồi, sắp có con gái rồi. Thôi, vui quá. Trời ơi, tôi sắp làm cha rồi. Thôi ăn đi. Mình ăn đi. Mình ăn vô cho bổ nha. Đây, 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 đây. Nè, ông có sao không vậy hả? Ông mệt hả? Thôi mà, ông đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Cái gì ông quên thì đã quên rồi, còn cái gì cần nhớ thì từ từ mình sẽ nhớ lại mà. Vấn đề bây giờ là ông phải giữ sức khỏe, ông hiểu không? Ăn cơm nha. Nè bà. Nè, ông ăn miếng cá nha. Mọi người tới hết rồi hả? Dạ chị Mê. Đây là thông tin của đối tác, mọi người xem qua nha. Dạ. Sắp tới, bên mình sẽ đón tiếp người đại diện của một chuỗi nhà hàng cao cấp và họ sẽ trực tiếp tới cửa hàng mình để kiểm tra chất lượng sản phẩm. Nếu như mà không có gì thay đổi, mọi chuyện thuận lợi thì chúng ta sẽ là người cung cấp nông sản độc quyền cho chuỗi nhà hàng cao cấp đó. Ồ, em thấy cái chuỗi cửa hàng này là top 1 của cả nước luôn đó chị. Toàn là những người khách từ nước ngoài tới đây không? Ừ, đúng rồi, mà chị Mai kết nối được với các đối tác lớn như vậy không phải là chuyện đùa đâu nha. Ê, trời ơi, không có phải đâu. Cái này công lớn là nhờ tất cả mọi người nè, cùng đồng lòng tiếp sức mới được như vậy đó. Với lại hơn nữa, cũng nhờ ý tưởng mà bán sản phẩm từ trái cây của anh Vĩnh đó. Sắp tới, họ muốn tham gia vào việc quảng bá đặc sản địa phương và dùng nó làm sản phẩm để nó có mặt trong thực đơn của họ. Vấn đề này Mai đã bàn với sếp tổng rồi. Mình sẽ hợp tác với bên anh Vĩnh. À, thì ra là hợp tác với Vĩnh. Hợp tác với anh Vĩnh nha. Ủa, em nói gì sai hả? Không đúng hả ta? Đâu có ai nói gì đâu. Đâu ai nói gì đâu. Nãy giờ có nói gì em sai đâu? Dạ đúng ai rồi. Nói gì đâu. Đâu có ai nói gì đâu. Không ai nói gì đâu. Ủa sao nếu vậy? Như mà sao dạ? Nếu như mà mọi người không có thắc mắc gì nữa thì sao sao? Giải tán đi. Vậy thì mình đi thôi. Em trả lại cho chị nè. Chị Xuân. Bữa nay chủ nhật, sao chị không ở nhà nghỉ đi? Tới đây chi vậy? Chủ nhật khách mới đông, với lại bình thường á chủ nhật mình cũng đi làm mà. Ủa mà ông Vĩnh đâu, mấy bữa nay chị không thấy? Trời ơi, sáng giờ ổng cứ lanh quanh ổng chạy em đi làm mấy cái giấy tờ để ký pháp nhân á. Em thấy ổng chạy tới chạy lui, ổng không có ngủ được bao nhiêu á, thấy thương ổng lắm. Đúng là trong cái rủi có cái may. Chị nghĩ là ông trời ổng cũng mang đứa nhỏ này đến để bù đắp cho chị. Má tôi có điện lên á, nói là tía tôi nhớ chút chút rồi, nhưng mà chỉ có được như mong muốn thôi. Em thấy có tiến triển là tốt rồi. Nói chung á thì thực ra tía chị có nhớ lại hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là
Chỉ cần tía với má chị sống hạnh phúc là đủ rồi. Đúng rồi. Ê, bà nghĩ vậy là đúng rồi đó. Quan trọng là mọi người vui vẻ với nhau thôi. Bà cũng vậy đó. Lo cho dữ vô đi. Bà phải sống cho vui vô. Chứ mốt đẻ ra thằng nhỏ cái mặt chùa ụ thì gớm lắm mà. Đúng rồi đó. Ê, quên. Bây giờ mới vô việc chính nè. Tôi đã hoàn thành hết những cái thủ tục mà đăng ký công ty của mình tên là Mita. Mita là gì mọi người biết không? Là gì? Mita là miền Tây. Ở đây anh em mình toàn là gốc miền Tây không à? Chính xác. Tôi lấy cái đó để coi như là nguồn gốc để anh em mình cùng nhau phát triển. Tôi muốn tất cả mọi người cùng chung tay với tôi. Chúng ta sẽ làm nên một cái Mita vững vàng. Chung tay. Ê, cái thằng quỷ này nè, vì làm cái vụ đa cấp tới giờ cũng chưa hết luôn. Xin lỗi tao liệu. Hay quá Vĩnh. Dù sao để có được ngày hôm nay cũng là nhờ vào công sức của tất cả mọi người ở đây. Đúng rồi đó. Ờ, mọi người mình nên nghĩ xem là có cách nào để làm truyền thông tốt hơn không? Tôi biết. Sao? Đó là mình sẽ quảng cáo trên tất cả các nền tảng xã hội. Mình phải quay video clip để quảng bá. Hay không? Nói chung ý này cũng được. Nhưng mà thử cái này coi mọi người nghĩ như sao nha. Nếu như mà mình làm một cái triển lãm, nhưng mà mình làm với một cái hình thức giống như là những cái phiên chợ quê, rồi mình giới thiệu các làng nghề truyền thống, rồi sẵn tiện mình giới thiệu luôn công ty của mình. Sao? Thấy ổn không? Cũng được. Em thấy hợp lý đó. Nhưng mà mình làm cái cách tổ chức làm sao mà để cho bà con cùng tham gia cho vui. Đúng rồi đó. Nếu đã quyết định tổ chức hội chợ thương mại, vậy thì mình sẵn tiện đó cùng giới thiệu các sản phẩm khác. Sản phẩm khác hả? Đúng rồi. Ví dụ như là bây giờ là mình ngoài cái chuyện mình giới thiệu sản phẩm về chuối của công ty mình ha, thì mình sẽ đưa thêm cam nè, bưởi nè, quýt nè, xoài hả? Nói chung á, ở miền Tây có sản phẩm gì là mình sẽ đưa vô hết. Đúng. Ok không? Hợp lý. Ok. Được. Hợp lý quá trời. Yeah. Hay không? Thấy tôi hay không? Hay à. Nếu như vậy ha, thì tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đi về quê một chuyến. Ủa chi vậy? Chi? Để vận động bà con nhà vườn cùng làm. Như vậy đó, có thể là quảng bá được hình ảnh của chúng ta nè. Sau đó mình có thể giúp đỡ bà con kết nối xúc tiến thương mại luôn. Hay nha. Tốt đó nha. Hay nha mày. Được. Hay coi như là ổn rồi hen. Ừ. Mà anh Nam, anh có muốn hợp tác với tụi tôi luôn không? Sao? Hợp tác không? Cho tôi hùng vốn với Xuân được không? Ghê nha. Không biết là anh muốn hùng với chị Xuân đó là hùng tiền hay là hùng tình cảm. Ê, ta cái con nhỏ này nói gì vậy? Thôi mọi người bớt chọc lại đi. Anh á cũng giống như mọi người thôi, đều là người trong nhà với nhau cả. Người nhà với nhé. Lại anh cũng giúp cho mọi người xúc tiến công việc, kết nối thương mại. Cho nên á, nếu như mà anh suy nghĩ kỹ, cân nhắc hợp tác với tụi tôi á, thì anh cứ nói nha. Thôi bây giờ mọi người ở đây chơi đi, tôi đi lòng vòng vận động xí chứ mỏi chân rồi. Quá rồi, cẩn thận nha, từ từ thôi. Đi theo đi. Nhanh lên, đi theo đi. Đi. Trời ơi, nhanh lên. Xuân ơi. Đi trước, nhanh lên. Xuân ơi. Ông này khờ quá hả? Để cho coi dưới, coi dưới. Xuân. Có chuyện gì vậy anh Nam? Nón của Xuân nè. Vậy thôi hả? Với lại hồi lúc nãy á, tôi lỡ mà có nói gì không đúng á, Xuân đừng có để bụng nha. Đâu có gì đâu. Hồi nãy tôi cũng nói rõ ràng mà. Anh á, cũng giống như người nhà thôi, cho nên là anh cũng có thể tham gia cùng với mọi người. Nhưng mà Xuân nè, Xuân không biết, hay là Xuân giả bộ không biết vậy? Anh nói gì tôi không hiểu. Thôi có gì mình nói chuyện sau ha. Xuân nè. Ê, nhìn cây cấn căng thẳng quá hả? Hồi hộp còn hơn con World Cup nữa. Gì? Cái đội trí quen bỏ rồi. Anh làm như vậy mọi người thấy mọi người hiểu lầm á. Buông tay tôi ra đi. Xuân, bộ Xuân không cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho Xuân hả?
nhưng mà tôi chỉ coi anh là một người bạn, một người anh trai thôi. Mình không thể nào tiến xa hơn được đâu. Lý do tại sao chứ? Xuân chưa cho tôi cơ hội thì làm sao mà biết được hay là không? Hay là Xuân ngại vì chuyện em bé? Không sao đâu. Tôi sẵn sàng làm cha của đứa bé mà. Không phải chuyện đó đâu. Hay là Xuân vẫn còn thương người ta đúng không? Thằng Nam nó tốt vậy á mà cũng không chịu nữa. Cái kiểu này á là còn mê ông Phúc chắc luôn nè. Nếu mà còn mê ông Phúc á thì tại sao không cho ông Phúc cơ hội ta? Khó hiểu quá. Đâu có phải còn tình cảm thì phải cho người ta cơ hội đâu. Cũng phải coi người đó có xứng đáng với mình hay không chứ. Cũng đúng. Giống như anh vậy nè đúng không? Tụi mình không thể nào đến với nhau được anh Nam à. Một người tốt như anh thì phải xứng đáng với một người tốt hơn tôi. Anh hiểu không? Vậy hóa ra anh có làm tốt như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không xứng đáng có được người mình thương đúng không? Vậy tính ra tội nghiệp Nam á. Tự nhiên cứ bị kéo vô cái mớ bồng bông này. Vừa mất thời gian vừa mất tình bạn mà không được gì luôn nữa. Xuân khờ thiệt á. Gặp người tốt vậy á mà không biết giữ. Nè anh đừng có nói vậy nha. Em thấy chị Xuân thật sự bây giờ đã trưởng thành rồi. Chị đã đủ tỉnh táo để biết được là mình cần ai, làm gì, đúng không? Còn lại mọi chuyện cứ để cho duyên số đi. Giải tán. Ok, dạ ta. Dạ chân quá. Nên bóp chân cho. Phải chị được gặp anh Nam sớm hơn hả? Cái gì vậy? Em đang yêu ai vậy? Vô nhà. Vĩnh, nè, dạ, cái này có ổn không? Chứ không lát bà tới bà gặp mặt tía con mình cái bà bỏ bà về rồi mình tính sao? Thì phải thử mới biết được chứ tía, không thử sao biết được? Với lại con là người sai đầu tiên mà. Trời ơi, khu nhà dạy chợ dữ ha. Sao lâu nay không nghe con nói với tía mấy cái điều này vậy ta? Tía này. Dạ, con chào bác Bốn. Chào Tám. Dì Tám. Dì Tám mới tới. Dạ. Ủa sao không ngồi đi? Dạ. Ngồi xuống đi. Tám cho an tọa rồi. Dạ. Dạ. Sao chuyện gì? Dạ con thưa Tám, con thưa tía. Dạ ngày hôm nay con mời Tám với tía có buổi gặp mặt này là con muốn xin lỗi Tám về chuyện hôm trước. Dạ, con xin lỗi Tám là hôm đó con đã không suy nghĩ tới những lo lắng của Tám. Dạ, con có nghĩ thấu đáo cho nên là con bị hấp tấp nói ra những lời không có hay khiến Tám buồn con. Dạ, con biết á là Tám lo cho Mai, lo cho con. Nhưng bây giờ con muốn nói cho Tám biết á là con bây giờ con khẳng định với Tám á là con sẽ đủ sức để mà lo cho hai chị em Mai, nên Tám cứ yên tâm. Chứng minh đi. Dạ con gửi Tám cái này. Dạ Tám coi qua. Dạ thưa Tám, tuy là con không có dư giả bao nhiêu nhưng mà đây là tất cả những vốn liếng mà con đã dành dụm bao nhiêu lâu nay.
Dạ con cũng mới vừa thành lập công ty. Dạ con muốn khởi nghiệp. Dạ để lấy cái đó để làm vốn sống cho mình, để sau này lo được cho Mai. Dạ con muốn Tám tin tưởng con. Dạ con biết gì Tám không phải là người trọng vật chất, nhưng mà tất cả những thứ con làm, con chỉ muốn Tám thấy được tình cảm của con dành cho Mai là thật lòng, và Mai sẽ là động lực để cho con ngày càng phát triển và cố gắng hơn nữa. Tía nói gì đi tía. Nếu Tám tin tôi lấy danh dự của tôi ra, tôi đảm bảo thằng Vĩnh bây giờ nó đàng hoàng. Nếu mà sau này mà nó có đối xử mà không tốt với con Mai á, không là không cần tới Tám đâu, tôi là cái người ra tay xử nó trước. Bây giờ ông ấy Tám cho hai đứa tụi nó tới với nhau tìm hiểu ha. Thật ra là như vậy. Tôi là tôi thấy mấy người lì lắm. Dạ. Mà bây giờ tôi có đồng ý hay là không á, thì tôi nghĩ chắc là tôi không có quyết định được gì đâu. Tất cả mọi quyết định á là do sự lựa chọn của con Mai. Nếu mà nó cảm thấy được hạnh phúc, cái con đường của nó đi là đúng, nó chọn người nó yêu làm chồng cũng là đúng, thì thôi, tùy nó. Thật ra là Tám cũng không khắt khe gì hết. Tám chỉ là lo lắng, người lớn mà, lo lắng cho con cháu mình. Lỡ mà nó chọn lựa sai lầm, hoặc là nó lầm đường thì tội nghiệp nó. Nhưng mà bây giờ thì thôi, nếu mà cả hai đã có quyết định như vậy rồi thì tôi cũng không có ý kiến gì hết. Cố gắng hai đứa cùng nhau nè, rồi làm sao cho tương lai của mình nó ổn định. Rồi còn phải sinh con, đẻ cái. Rồi dạ. Còn phải để cho hai cái thân già này có nơi nương tựa. Được dạ, không? Được, Tám cứ yên tâm, con hứa với Tám luôn á. Dạ. Cơn xăm vui gà chưa gây hóng bao chuyện hay. Chuyện bà hai ông bốn đón thằng con ở xa mới về. Chuyện nàng xuân nông nổi mai nhu mì xinh xắn đáng yêu. Chuyện bà Tam vui tình ông Sáu tìm lại bao kỷ niệm. Người miền quê chân chất thật tha nóng tính nhưng dễ quên. Dù vẫn lắm chuyện xưa cũng vì nhau chính bỏ làm người. Tình bao đời nay thương gia đình sao trước có nhau. Dù ở đâu cũng nhớ cũng quay về quê cha đất mẹ. Trên mảnh đất quê mình nơi tình làng nghe sớm đẹp xinh. Lâu nay ta lãng quên phiêu dạt trôi như kiếp lục bình. Giờ tìm lại về giới yêu thương bên tình thân lưu luyến vẫn vương. Hoa nỗi nhớ mong chờ tháng ngày tháng chân lắm tay bùng chẳng ngày chi sớm nắng chiều mưa. Nghe trăng thu dạ khúc thương làm sao bến nước còn đò. Nơi nào bằng mảnh đất quê hương cho dù ai đi khắp bốn phương cũng mãi nhớ trong tim quê nhà yêu thương. Nơi nào bằng mảnh đất quê hương cho dù ai đi khắp bốn phương